chiều nay chiều 23 rồi. Các cái cửa hàng người ta cũng bán khá là nhiều những cái bộ đồ trẻ con, hình ảnh của ông già Noel. Tối mai là 24 là đêm Giáng sinh đó mọi người. Dạ, yên vui xin chào tất cả mọi người. Dạ, chiều nay là ngày 23 tháng 12, chúng ta đi một vòng để thăm Huế nha. Ngang qua khu vực chợ Vĩ Dạ và những hình ảnh Giáng sinh Noel cũng đã hình như là tràn ngập rồi, nơi nơi rồi đó. Dạ, ngày hôm nay thì trời nắng nóng tại Huế, dù nhiệt độ thì có hơi se lạnh. Dạ, và hôm nay cũng là ngày 1 tháng chạp rồi mọi người. Dạ, tháng cuối cùng của năm nhâm dần, và để bước qua năm Tân Mão. Dạ, trong vòng đúng 30 ngày nữa. Dạ, là hết năm rồi đó. Còn những ngày dương lịch ra thì còn vài ngày nữa thôi, kết thúc năm 2022. Dạ, một buổi chiều tại Thôn Vị, nơi có những cái hàng quán tên và đi ngang người ta phải nhớ đến Thôn Vị. Dạ, hàng quán Vị già xưa, thậm chí trong cả cái ngõ Kiệt có một cái quán cà phê cũng mang dạng dốc của nhà Rương nhà xưa mọi người, cũng đặt tên là Thôn Vị. Dạ, người ta cũng lấy những cái tên của địa phương để đặt cho những cái hàng quán, rất là thú vị. Dạ, để đến khi mà về đến khu vực nào thì chúng ta cũng có nơi để nghe lại những cái tên đó và được thưởng thức những cái món ăn cũng như thức uống. Dạ, Thôn Vị, Vườn Cau. Dạ, đó, hai cái nhà hàng mà em vui nhớ trong cả cái ngõ Kiệt. Không, hình như cái quảng Thôn Vị đến năm đường Túy Lý Vương thì phải mọi người. Dạ, chẳng phải là ngõ Kiệt. Dạ, thế là năm thì con đường cũng nhỏ cho nên chúng ta cũng kịp ngang qua một cái tường như là cái Kiệt á. Dạ. Ồ, đây cái công trình rồi, anh theo tới đây ngay em. Ở đây là chào ơi, làm cái như cái quán bắp bia quán bá mọi người, chắc làm tết ni khả năng tết tá mới khai trương. Cho bây giờ dương lịch thì còn mấy ngày nữa, công trình còn ngổn ngang chưa xong đó, nhiều hàng nhiều quán lắm luôn. Đây có cái quán nhà hàng gì đây, khai trương cũng được 1-2 tháng đó. Bánh và cà phê. Đó, nhiều hàng tiệm cái tên rất là thú vị. Lúc này cũng 5:30 chiều. Dạ, em quay đang quên cập nhật chút thời tiết thì nói là trời hôm nay có xe lạnh, nhiệt độ đi trên đường bây giờ khoảng 17-18 độ C mọi người. Dạ, dự báo thì buổi trưa cả ngày thì từ 18 đến 17 đến 22 độ C. Thì bây giờ trưa mới nắng ấm thì có đến 23 độ. Còn bây giờ chiều vậy là giờ sáng thì nhiệt độ nó hạ xuống còn khoảng 17-18 độ C, lạnh. Mà nói chung may là trời không có mưa. Ngày hôm nay nắng ấm. Dạ,
Đây là sông Hương nhìn từ đập đá. Có hoàng hôn đó, dạ hoàng hôn. Hoàng hôn vẫn lặng trong mây rồi. Và ngày hôm nay cũng là ngày mà Huế có cái sự kiện đó là lễ khởi công làm cái cầu vượt sông Hương nữa. Dạ, Nguyễn Hoan, đường Nguyễn Hoan. Em vui cũng có đăng những cái hình ảnh giới thiệu cho bà con mọi người biết đó. Dạ. À, đập đá. Thì hôm nay đông đúc ghê chưa? Có một đoàn xích lô chờ khách đi thăm Huế nữa. Nhộn nhịp chưa? Hôm nay cũng là ngày thứ sáu cuối tuần. Thời tiết rất là đẹp. Chắc là tối hôm nay ra phố rất là đông này mọi người. Tối nay ra phố sẽ đông. Đặc biệt các cái nơi mà có các cái công trình cộng đồng á, và công viên rồi đài phun nước, cầu Gò Lim, phố đi bộ, và chắc chắn sẽ đông người tần rạo. Rồi những cái phố Tây đây chắc là sẽ làm ra ăn. Thành rạo thì người ta đi lại dễ dàng. Và dịp cuối tuần nữa. Sẽ đi ăn đi uống cùng gia đình bạn bè đó. Dự báo thì có ngày mai mưa vẫn biết có phải không? Chính xác chưa? Để ngày mai chúng ta tiếp tục theo dõi. Phố đi bộ này sẽ chặn đường này, không cho xe máy vào, nhưng mà vì mùa này mùa mưa, cho nên là không chắc chắn có tần hay không, cho nên là phố vẫn là để cho xe đi vào, phố Tây, tần rạo phải nhìn đẹp hàng ấy mọi người, đẹp lắm luôn, nhìn là nhìn ra mà có cái cảm giác vô những cái con phố mà nó xin cho nó ăn uống. Nhìn ta mắt. Đó, nhà hàng người ta đầu tư ghê gớm gớm ghê luôn. Mặt bằng đây cũng không thấp đâu. Mặt bằng đây cũng nhiều lắm. Nhỏ thì 10 triệu cho lớn vài mươi triệu một cái mặt bằng để làm ăn đó. Giờ khu phố này cũng có 10 triệu đó, cao hơn. Vì mang dạng dốc phố Tây thì kinh doanh mặt hàng thì cũng phải cao cấp. Như ăn uống. Đó, lâu lâu cũng ghé thăm lại khu phố Tây khi những ngày tần rạo. Còn những ngày mưa đi ngang nhìn rất ướt át, ốp át không có khách cửa luôn. Đó, bàn ghế bắt đầu chuẩn bị cho khách tối đó. Có nhiều nhà hàng đầu tư ghê lắm. Tay ra dẫn cho phố Tây kinh doanh. Có nhiều cơ sở mà có đến 2-3 cơ sở luôn. Tên có nhiều cái tên quán á. Người ta đầu tư vào đến 2-3 cơ sở. Đầu tư rất là lớn. Có thể là làm ăn được. Chắc làm ăn được người ta mới đầu tư thêm. Nhiều con phố. Giáng sinh tại giáo xứ Francisco. Người ta đóng cửa. Chắc là đợi ngày lễ mới mở cửa. Hơn nữa đây cũng không có đèn điện.
chỉ có treo cờ thôi. Dạ. Có ngày mai thì có mưa, mưa hay tạnh ráo. Rồi, chúng ta cùng ngang qua các chốt phố, biết thêm hình ảnh về Huế trong dịp Giáng sinh. Dạ. Thật ra thì đúng ngày Giáng sinh mới đông vui, người ta đi ra đường hưởng ứng mới nhiều. Mặc dù không phải là người của người con của đạo, nhưng mà người ta cũng đi cho có không khí vui chơi. Đêm Noel là như răng để biết nữa. Và thì thường thì các nhà thờ có những cái hình ảnh trang trí rất là đẹp về hình tượng của Chúa, rồi đèn điện lúng lính. Thì cả bạn trẻ cũng như người lớn cũng thích tìm tòi để biết thêm và đi chơi, gọi là giải trí cho có một cái không khí mùa Noel. Và cho nên là đêm Giáng sinh mới đúng là chỉnh, gọi là đúng dịp chỉnh lễ, người ta mới đi chơi mới thấy thú vị. Và đây là nhà 6, nơi tòa nhà cao đó tầm rào, mọi người thấy cái thông Noel vẫn là cái điểm thu hút. Dạ. Ai còn đến đây để check in này, chụp hình này, đó hình ảnh lung linh luôn của thông Noel đó. Đêm mai mà tầm đây còn đông hơn nữa. Dạ. Đó, những hình ảnh. À, chục nữa không khéo, một chục nữa bây giờ còn sớm đến 5-6 giờ chứ. Qua 7-8 giờ chắc là tầm rõ thì người ta đi chơi cũng đông hơn. Rồi cái thông Noel này sẽ được vào hình nhiều hơn nữa. Dạ. Yeah. Phố Huế thì cũng nhỏ, vì có một nơi gọi là trung tâm thì đẹp. Và cái công ty người ta cũng có làm một cái thông để gây sự chú ý nữa. Mà tiếc thay là Huế mới có một nơi. Dạ. Yeah. Cho nên bà con cũng sáng xít ở đó cũng khá là đông, hết lượt này đến lượt khác. Dạ. Yeah. Dạ. Yeah, rồi những hình ảnh chiều tối nay 23 tháng 12, hy vọng bà con mọi người biết thêm và thấy thú vị cái xem video của em Vui nha. Dạ rồi, cho em Vui tạm dừng video, hẹn gặp lại mọi người những video tiếp theo. Dạ, em Vui xin chào mọi người.